Hồi sáng tới giờ đó là một mình nó ăn 3 trận rồi đó. Nó ăn 3 trận rồi đó ông, chứ phải nó. Ơi nó quậy cái giống gì mà nó quậy. Nó quậy giá lạnh còn căng luôn. Có cái thư để đây cho anh nha. Cho tôi cho anh coi ha. Không. Nữa cứ tối ngày cứ phải á. Thư của hình như của. Ở đây nè. Hãy lên. Hãy lên đây nè. Thấy chưa? Nó quậy quậy. Ra đi tiêu nhìn. Tôi ghi nhỉ. Anh muốn tôi bảo luôn nhanh không? Đó, bây giờ cái thư tình trong này không? Tình thư của lính đó. Đó rồi. Nằm yên nghe nha. Con mà con quậy là sư phụ đập. Bây giờ đập là gãy giò luôn đó nghe. Chứ không có, không có tha nữa nghe không? Mày đó. Rồi đây. Quậy cái giống gì mà nó quậy. Từ sáng giờ một mình nó ăn 3 lần rồi. Chứ ông tưởng đó ông nói không có nó ăn, không có đồ ăn. Ông cho cái biết coi. Cái này là Kenya Credit Union. Nó bảo là nó không xác nhận được cái ba cái chi tiết của anh. Anh khai gian đúng như vậy. Nếu anh có một vợ mà anh khai 3-4 vợ chết luôn rồi. À anh quên đi, anh 3-4 vợ mà khai có một vợ. Không có mà khai 3-4 vợ. Vậy thì trên này mấy ông cứ khai tới vậy đó hả? Vậy mà mệt làm vậy thì làm từ sáng tới giờ. Nè. Uống vô. Làm tí cho cái sức khỏe. Công vấn đề quan trọng thật thì mà nói bây giờ thầy còn trẻ, quan trọng nhất là cái trọng lượng của thầy thôi. Thầy mà bớt được là thầy khỏe. Tại vì nguyên ngày qua ăn bánh không chứ đâu có ăn cơm đâu. Không ăn cơm đó hả? Đâu qua đâu có nấu cơm. Ông nhớ tiêu cái bánh tôi đổ tiếp nữa. Trời ơi, chạy ăn tiếp đó hả? Giờ sao giờ làm nó cái đống rồi ăn. Chứ giờ ông leo cho ai, bỏ ai. Còn mẹ ơi, thì anh nhìn mình chạy ăn hết trong đó hả? Ừ. Đâu tiêu đổ thêm nữa đó. Ăn luôn cái ngày. Chứ vợ chồng tôi tới hả? Nó tới chiều tối, nó thường nó không ăn xè đâu. Nó không ăn cái đó hả? Thầy nói rồi anh không phải sẽ chống thì nổi. Thật chết rồi sáng anh thì chiều anh mới chống. Dạ. Chỗ gì? Chỗ nhà nó có đồ hốt rác luôn rồi. Có, cứ làm với họ tôi lên tôi hốt cho. Bây giờ làm luôn, bây giờ để bỏ bỏ. Xác đây. Đó, nói chưa. Lấy chỗ luôn ông Cưng, lấy chỗ luôn ông. Chỗ luôn, chỗ luôn. Nằm yên. Trời ơi, sáng tôi lấy mấy chiếc dép thà hết. Rồi tôi phan một cái la tôi thôi. La được không? Đến dịch nó quậy. Cái gì mà nó quậy. Dọn mấy cái dây vào cho nó gọn bớt. Rồi mai ra mốt, rồi ngày đổ rác á. Nhiều lắm. Để xong thì con mướn cái thùng về đó. Có cái thùng bự ở dumpster nữa, dumpster. Cái thùng bự thật bự á. Nó kéo đi mấy trăm á. Không bên đó nhà bển á, chứ còn bên đây là đằng này có nhiêu dọn nhiêu thấy đâu. Không có, thầy bỏ nó liết. Chứ nhiều lắm mà đây nhiều lắm mà thầy. À chứ cái chỗ ông phải kêu xuống nó kéo rác. Dạ. Thì có bao rác không? Hả? Để có luôn. Có. Làm thì ít mà mày sai nhiều quá. Không có leo lên được. Đưa con để đâu. Để cái bao rác chỗ cái bếp đó. Chỗ cái rác luôn đó. Dù gì chứ leo là không dám leo à. Không có yên không? Quậy gì mà quậy như vậy? Mắc nợ nó là sao á. Cái gì cũng vậy á. Đánh không dám đánh. Mà đánh là lỡ hơi đau cái tự nhiên mình thấy thương.
Hương cái cho nó ăn, ăn cái nó quậy lại nữa hả đấy. Mới có gãy giò thôi, chưa sắp đặt. Đâu có đánh đâu. Tôi lấy đôi dép tôi luyện đó. Tôi lấy đôi dép tôi luyện với ba bốn đôi dép tha hết. Đó vậy đó. Nó làm như tôi già, nó già giống như là mình gỡ nó vậy đó. Anh đưa ba bịch sữa không cưng? Anh đưa để ba bịch cái đó, ba bịch làm sao mày á? Anh không đi mày á? Thấy chưa? Đủ không? Bịch thì như thế này. Bịch như thế. Con sơ sơ á, thì dễ thương nằm đâu nằm đó em re, còn nó không bao giờ nó ngồi yên được, thấy chưa? Chưa. Nó còn trẻ quá mà tại mấy cái mấy tháng. Ba tháng rồi, bây giờ phải đi chuẩn bị lo đi chết thì thôi để nó móng chuồng nè. Tối nay rồi. sáng dậy là một cái hộp gà với cơm nguội, là phải chiên lên cơm mình nóng đàng hoàng, rồi ông nghĩ một hồi là ăn một cái cục của nó, rồi một tô của nó là ba thứ rồi mà chưa no đó, rồi nãy mới đó phải một tô nữa đó, chưa kể cả cái gì cũng ăn, chỉ ớt ăn không ăn thôi, hổm đậu que đó ăn không nổi. Mọi người con thấy đầy nhốt ở bên kia, mình sao thì ăn nhốt? Dạ. Yeah. Đầy nhốt ở bên kia, bên nhà bên kia kìa. Thì biết rồi, thì nay nó thấy nó tự bớt rồi thấy từ nghiệp là sáng lỡ lấy đôi dép liền gãy, không phải gãy trên, ông sĩ nó gãy đâu có gãy đâu. Nó đau. Đó. Hỏi bao nhiêu thiết dép sáng ra không thấy thiết nào hết trơn rồi đó. Nó quậy gì đâu nghĩ coi. Rồi mình nghĩ đi đâu không vậy, hả, đi hái khổ qua là nó lũi, nhiều khi đâu biết nó lũi đâu, nó làm giật mình tưởng đâu gì, theo sát cánh như nó, mắc nợ đâu đời kiếp nào á. Hả? Gãy giò đâu mà gãy. Không mà nó không, con giận con giận nó không biết, con người nó không biết giận ha, giận chút là thôi à, những cơ đó, giận chút là thôi à. Dạ. Cái não nó sắp về đây. Chứ còn người ta ghi vô cái sức mà ta lưng. Người ta ghi vô. Chút rồi thôi à. Ghi lâu lắm. Cái mặt nó không coi là mắt nó học, con mắt nó mắt ngọc chứ bộ à. Chứ nó không có. Mà không á, chỉ có cái quậy thôi à. Chứ nếu mà đừng có cái quậy thì cái gì cũng dễ thương lắm. Chứ mà sao mà quậy quá trời giáo biết. Học cái gì, cái giống quậy, gì mà. Nó động, nó còn nhẹ, nó động thôi. Lớn như con xe thì còn đi đâu năng động. Thôi nghe con, mày bớt quậy đi chứ sư phụ mệt quá rồi, sư phụ cho à nghe. Sư phụ chịu con hết nổi rồi. Biết không? Sư phụ chịu hết nổi rồi, sư phụ cho à. Nói chuyện ngồi về đè, khoái lắm. Đó thì lâu lâu đồ dơ mới cho nó ngồi về chứ rồi ngồi về hoài mà không thay đồ hoài sao? Nói đồ dơ mới cho ngồi về là chịu lắm, thấy không? Nhìn lắm, tội lắm. Trời, quay đi, quay cho cái tội lắm, mặt nó tội lắm. Ngồi banh đó vậy nè, Kiếp trước á, chắc làm ác lắm, kiếp này làm chó nè, thấy không? Kiếp này hết, kiếp sau hết trồng chó nghe không? Đấy cười, nó vừa, cái con gì vừa tới đó, con gì đó, con quên. Mai. Con Mai nó vừa tới đó, con này nó quấn quýt bên đó. Nên bảo sao nó thích mày quá vậy? Nó bảo tại em có mùi chó mà. Em có mùi chó mà. Không. chỉ có mấy người lạ đường thôi, người nào mà mình chào mình nói chuyện rồi là nó tưởng nó thân rồi nó mừng à, còn nếu mà không tối á thử sợ người ta bắt nó thì nó gói quýt người ta bắt nó đó, nhưng mà cái người không thân á là nó chạy nó bỏ à, nó không dí à, ví dụ như đằng này nói chuyện với ông thì nó biết đằng này với ông thân thì nó lại dễ không à, nếu mà không nói chuyện ông là nó nghĩ nó biết không thân thì sao, nó nóng le lưỡi vậy đó, thấy không? Nó mình le lưỡi luôn á, thấy chưa? Thấy không? Thấy rồi hồi hết tháng 9 nữa giờ. Sắp tới rồi này. Hello. Dạ. Nó mất lạnh rồi. Con ngoan lại đi rồi sư phụ cho. Cho cái mền đắp nha. What are you talking about? I pray to come in last week already. Nhưng cho cái mền con đáp nghe không? Chứ thôi là nó chịu mới nổi đâu. Okay. That I call you right back. Okay. Con biết không? Chứ tôi nghe ở khách sạn nghe lại thầy. Go ahead, what time? Nha.
Nó sẽ phụ cho cái mền đáp ngang. Nghe không? Yeah, but tell me what time so I can come over there, open the door for you. Okay, okay. Huh? You over there now? Rồi cho cái mệt con đắp nghe không? You want go right now, go right now. Okay, 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 thank you. Cái mệt đắp không? Tội nghiệp quá. Lạnh rồi, chuẩn bị lạnh rồi. Nãy xa không nghe lời sư phụ, là sư phụ, sư phụ cho bỏ mà lạnh chết luôn, đứng tim chết luôn, không biết không? Bảy giờ vừa thôi, quẩy quách trời mà ăn cũng nhiều nè, quẩy cũng nhiều nè, không sủa nhiều đi, sủa nhiều lên. Sáng đau rồi nè, đau sáng sư phụ luyện đau rồi nè, chỉ coi rồi nào đau vậy, sư phụ bồng hết đau rồi à, thấy không? Trời ơi, con mà ở Việt Nam là con là bị cày sơ bảy món rồi đó mà con không biết, thấy không? Giờ nào đau đâu, sáng sư phụ luyện giờ nào đâu, tội liệt chúng nó la quá trời la luôn đấy, nên ăn nên quậy gì mà ra biết thầy thương nó, thì bởi vậy nó đâu có sợ. Nó coi nó nằm gì, nó không coi nó, thấy không? Nó như con nít vậy đó. Đó, nó biết thầy thương nó đó. Thầy thương nó lắm mà nó biết thầy. Thôi giờ đi đi. Giờ đi đi, cho người ta nuôi đi. Cho người ta nuôi đi, thằng ta nuôi đi. Không. Cho người ta nuôi đi, cho con nuôi. Cho mày. Thôi chơi với chó, chó liếm mặt là vậy đó. Đúng rồi thầy, đúng rồi vậy đó. Thôi cha mày. Cha mày đó. Đó, đi đi. Đó. Xuống đó đi. Uống nước đi, vô đây. Dạ, thầy. Chút nữa không? Thôi, uống chút rồi. Để hồi mới đói bụng quá lấy gói mì ăn. Ủa mà mì hảo hảo sao nó làm? Thôi đừng ăn nó nghe này. Sao? Sao nó để rồi đó. Thì nó để vậy sao bà Hằng bóng la giùm với ta? Tại sao? Đừng nghĩ bà Phương Hằng bà la giùm, nếu bà có thiệt. Hả? Bà ngậm rồi. Nó lại rồi, bà la lại rồi. Giờ lại la lại rồi. Chưa nên ngậm mấy ngày á. À, dạ, này, ai nói dùm mày không hảo, nếu mà thiệt vậy thì bà la lên dùm đi, sao bà không la được? Nó cấm nhập cảnh đúng không? Nó vô Mỹ hả? Nó cấm cái gì lỡ thôi, nhưng mà nó báo. Nhưng mà có không hả, nó ghét cái chơi lẫn nhau đó chứ. Còn mình không biết, nhưng mà có điều hơi chắc ăn giá. Nếu mà thiệt mà nó... loại Mỹ. Nó biết rồi, sợ nó ghét nó chơi lẫn nhau. Rồi bây giờ, nếu có thì nhà bà Phương Hằng bà la lên là cái gì? Cái gì ba la không lẽ, cái đó bà không la. Nhưng mà chắc chưa có, sợ không có, sợ nó ghét cái chơi lẫn nhau đó chứ. Thôi nên tránh đi thầy, có không có mình không biết. Tại không thầy chứng thực được là thầy nên đừng ăn nó nữa. Bỏ uống sáng hết gói. Nè hả? Nhưng mà thôi, lâu lâu ăn thì không sao. Lâu lâu ăn chứ đâu giống. Tại hôm qua ăn bánh không ăn cơm đó. Là nãy nó bụng quá lấy sắp con bắp cải. Trời có mì ăn. Cho rau thơm vô cũng được nhiều lắm. Thì có mì không lại tại. Dạ. Nghe nó có mì gói phải không? Dạ. Cho con xin mì gói nè. Mì hảo hảo nghe. Mày ăn bây giờ hả? Có ba tê gan á, mày ăn không? Ba tê gan gì? Gan chai. Ôi, ổng đâu, ổng thấy chai ổng ngán. Nhưng mà bữa nay mai là phải ăn chai, tại nay 14 rồi. Thầy cho con xin mấy gói với anh em, mà gói anh đưa mẹ gì hả? Mấy gói hai gói cứ làm đi chút xíu, mẹ ăn bây giờ chút xíu tôi làm ngon ăn
đó rồi hả? Cho ông làm đấy, ông bồng ông xuống anh đâu ngồi anh mì hào hảo nè, ngon lắm. Ăn có gì ông nhờ bà Hằng bà la lên ông ơi. Ông là bạn thân với ông Dũng là vôi mà. Nếu mà có gì đặng như tôi bạn chứng thì tôi nhờ bà Hằng bà la cho. Bà nó bà la nữa rồi, bà la quải quải luôn mà. Mày chạy điện chưa? Mày cho insulation vậy? Chạy rồi hả? Ồ, hay quá vậy. Chạy rồi có insulation được. Ở xuống ăn uống đi, uống đi, uống đi cơ. Nói gì vậy anh? Hả? Ông đang lúc ông ăn mì hảo hảo. Tôi đang ăn đi, có gì tôi nhờ bà Hằng bà la cho. Tại vì bà la là nó đóng cửa, nếu mà thật sự nó là độc hại. Mà không có đâu, sợ nó ghét nha, nó nói gì thôi chứ. Mình không biết đâu thầy ơi, nó có cái lên nó thưa tắt thở đấy. Thầy nói đừng nói dớn. Mì hảo công ty lớn lắm mà chứ không phải nhỏ đâu. Dạ bởi vậy. Chẳng phải lớn đâu. Sợ nó phá. Mày... công ty liên doanh đó. Thưa gì? Công ty liên doanh đó. Đấy hả? Bây giờ biết hả? ICO mà. Ờ đấy hả? Lúc dịch bệnh. Lúc dịch bệnh thì thưa ai? Nó cho ghế nhỏ. Dây điện của cái điện trắng của thầy á, chỉ chạy mấy cái đèn thôi. Còn mấy cái kia chạy một lần, sợ cái mấy kia không đủ em mà. Dạ. Đủ em. Ừ, đó, đó. Cái dây điện bự kia. Dạ. Có mấy cái chạy mấy chuyện đó. Cái điện trắng là không đủ là nghỉ á. Ừ. Uống không? Thả miệng ra tôi rót cho. Thả miệng ra. Nè, uống đi cơ. Thả miệng ra. Ừ, uống đi. Chúc đi uống nước, chúc đi. Thả miệng ra tôi rót. 5 phút nữa kìa. Phải làm cho nó mất công rồi. Có chuyện gì phải tháo ra, anh đỡ ra. Banh cái miệng nó ra, tôi rót cho nó miếng. Nó thơm anh bây giờ đó. Đó, đó, đây thơm có thơm anh đấy không? Quậy trời ra cười. Tôi rót cho nó. Vậy cái giống gì mà nó... Tươi quá. Bây giờ nó tươi quá vậy. Thả miệng ra. Chết mẹ. Rót vô uống chậm. Điều chứ dễ à, nó uống liền chứ dễ à. Đâu có tha đâu á. Quậy gì mà tôi kệ vậy. Không mà nếu mà con này mà gặp nhà có con nít đó là phái lắm. Thôi nó quào mà tôi chết luôn thầy ơi. Ừ. Tôi vô tôi làm mì hen. Làm mì cái nó ngon để quay ra đó. Quay sơ lược ngay. Đó. Bảy mươi mới chống gậy mà 60 làm nổi. Trời nghĩ khổ qua tôi mùa này mà nó còn ra bông thấy mê không phải không? Phải thấy ham vậy, hái là cái gánh vậy đó. Này tôi lên trên đó nó nói tôi là mày cứ chờ đi, không có làm sao hết đó. Ở đây người ta phải chờ hết. Bây giờ tôi bắt nước tôi làm mì cho mấy ông, vậy là khỏi ăn cơm nữa. Hôm nay không cơm, nay mì nữa, đậu mì không rồi trời. Tính từ từ nấu cơm. Mới kia làm tôi ngâm mấy miếng sườn non rồi nè, tính hồi làm sườn non cho mấy ông ăn nè, mấy nay là cho mấy ông ăn cay luôn nè. Ba bữa nay có về nước mà ba không? Có. Có đi.
con đi nghe thầy ơi. Dạ. Dạ, cảm ơn thầy. Quốc tên center là vui với cá đi trên tôm lâu rồi. Không, đang định ông ăn. Không, nó để nó lên báo, nó nói là có chất tầm 7 á. Mà Việt Nam mới cho thiếu vị chất. Ừ. Thiếu chất nào đến rồi. Đó. Con này mà gặp ở Việt Nam là phái dữ lắm đó chú sĩ. Nó là coi như là tao mà. Đi vào. Chừng tháng nữa nó bự lên rồi là người ta kiếm nó, người ta thịt chứ người ta đâu có tha nó đâu. Ừ. Việt Nam là nó quăng cho cụ ghiền liền. Thôi không, tội nghiệp không? Giờ nó có cái lệnh nào mà bắt chó ăn bị phạt không ta? Mình có nói mình ta ăn ở đâu nhưng mà có điều Việt Nam là gặp cái tài tơ kiểu này là nó quăng cho cụ ghiền liền chứ. Đi vô ngủ, đi, vô ngủ. Cái bàn chân á. Đó, ngoan lắm, là bộ nằm ngoan ngoãn lắm. La nó nằm, con mắt nó càng, con càng mắt càng. Con mắt liếc liếc, con liếc liếc. Con liếc liếc, con liếc liếc. Nằm không? Nằm em. La nó liếc liếc cái thầy càng liếc là thôi, mắt nó càng. Bắt cười đó, nó làm gì cái bắt cười này. Thì mình bắt cười với nó rồi, thì nó không có sợ. Đó, nó... xong rồi đóng một hai đi ông ơi, có đồ lắm lắm, cây mua cây nữa. Để đi mua cây. Mua cây outside. Làm chút, bởi vì càng là càng hai cái phòng ở dưới. Cái phòng trên của tôi đâu gấp đâu. Giờ có cầu thang đi. Còn người ta đang làm từ trên xuống mà thầy. Ừ. Nói vậy cái đâm dở chừng cổng sao? Không, bất cái cầu thang trước đi ông sĩ ơi. Cho cầu thang đi, có đi cái đá chứ không thôi leo leo của này, thầy cũng đi cũng bớt quá. Dạ. Yeah. Ơ chú ơi, hà tiện đi, cây nào cũng đóng đại đi chú sĩ, bỏ uổng chú sĩ. Thầy ao sai chứ, thầy đóng cây, thầy đóng cây yên sai đâu được. Ồ. Oh. Nó mục. Rồi tôi làm mì ăn xong rồi đi mua cây. Đóng cầu thang trước đi. Đóng cầu thang, đặng ông leo lên leo xuống thì dễ.